Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Tiếp tục thông tin hôm nay, mình chia sẻ thông tin về một bà cô U70 rồi, bất bình về những nhận định và những phán xét của thầy Thích Cửu Từ trong thời gian gần đây sau khi phiên tòa được kết thúc và bản án đã dành y án cho những người trong Thiền Am. Quá bức xúc, bất công về một phiên tòa, bất bình về những lời nhận định của ông Thích Cửu Từ đối với những người trong Thiền Am. Vô cớ, ông đã tố cáo và khiến những người này vướng vào vòng lao lý. Hôm nay, một lần nữa, với sự bức xúc này, cô lại nêu quan điểm gửi đến cộng đồng mạng chúng ta về những bức xúc đối với ông Thích Cửu Từ này, thưa quý vị. Và đây cũng là một cú tát thẳng vào mặt ông Thích Cửu Từ này, là một vị lão sư, là một vị trụ chùa tại một ngôi chùa lớn ở phía Nam này, nhưng ông lại đi sân si với những người nhỏ bé như Thiền Am, thưa quý vị. Gia đình niềm vui lúc nào cũng đến với các kênh đó. Rồi bây giờ tôi nói như thế này, bây giờ cái bài thơ mà tôi vô tình tôi bắt được cái ngày hôm kia ở trên tháp tổng đức học, tôi thấy cái bài thơ đó là bài thơ là nói gì thì tôi thấy tôi đọc sơ qua, mà tại vì nó chữ nó nhỏ quá tôi phải dùng cái kính lúp tôi đọc, thành ra đó là tôi quay cái bài thơ đó. Bài thơ đó, thật sự mình nếu mình nhìn sơ qua là bài thơ con cóc để khiêu khích Thiền Am mà thôi, với lại chửi ở ngoài những kiều ở ngoài tung là ngoài nước á, đó xúc phạm đến những kiều rất là nhiều. Bây giờ tôi sửa lại cái bài thơ đó, tôi không nói bài thơ con cóc mà tôi nói là bài thơ con bò khiêu khích Thiền Am, tôi nói như vậy đó, được không? Đó, bây giờ thứ nhất là tôi nhận xét nè, là sai chính tả, sai chính tả rất nhiều, mà tôi đọc được có 2-3 đó, tôi thấy hình như là ba đoạn tôi đọc được có mấy đoạn thôi mà tôi thấy sai cái bài. Bây giờ á, tôi sai cái bài rồi tôi nói cho cái này, tôi phân tích nha. Về cái bài thơ này đó, bây giờ cái phần mà sai chính tả để tôi nói sao? Bây giờ tôi nói cái này trước đi, tôi hay lẩm cẩm quá, tôi nói sợ nó không có thứ tự. Bây giờ tôi nói này trước nha, bài thơ này tôi phân tích. Bài thơ này không phải là bài thơ, mà bài văn, chứ không phải là bài văn, mà nó không phải là văn tình, văn xuôi, văn điều ráo trọi. Bài thơ Sông Thất Lục Bát hay là Thất Lục cái gì đó, mà tôi quên rồi, hồi đó tôi cũng đi học rồi tôi quên mất rồi. Bây giờ tôi nhớ rồi, tôi nói đó, mà cái này không phải là thơ, mà văn cũng không phải văn gần, văn xuôi, văn gì hết. Bây giờ cái bài này á, mà úp lên sóng cộng đồng á, cả thế giới người ta cũng biết, bây giờ tôi coi như cả thế giới người ta cũng biết, bây giờ nó loạn tùm lum hết trơn. Cho nên hôm nay tôi làm một cái bài để nhận xét một phần thôi. Đây là một cái bài thơ nói lên cái bản chất độc ác, sân si, gian manh của một con người lúc nào cũng chăm sóc, quan tâm đến gia đình một cụ già gần 100 tuổi, người ta đáng che đáng chú của mình. Đem một cái bài thơ mà không theo cái thể loại nào, tôi xin lỗi cho bài thơ này, bởi vì tôi đặt là đúng bài thơ con bò đang ngậm cỏ khô chưa có uống nước, tôi tức đến đổi vậy. Còn hết còn kia ai làm nổ súng tự nhiên. Rồi bây giờ thứ nhất tôi nói là phần thứ nhất nha, tôi phân tích là cái sai chính tả. Tôi học hồi thời nó là người ta gọi là sai đích tê đó, bây giờ tôi nói là sai chính tả nha. Bây giờ á như thế này, chính tả chẳng hạn như hãm, cái hãm hãm dấu ngã là mình đọc hãm kéo dài, còn hãm dấu hỏi là đọc hãm đấy. Mà tôi thấy dấu cái chữ hãm mà dấu ngã đó là chỉ sự là ngừng lại, giảm lại, giảm bớt lại hoặc là kềm giữ nha, không cho tự do đó. Còn hay là giam hãm, hoặc là tôi nói xin lỗi luôn cái cộng đồng luôn, là hay là hãm hiếp, người ta dùng hãm dấu ngã. Còn ở đây là hãm dấu hỏi, là tôi không hiểu cái nghĩa đó như thế nào. Đó, hãm hiếp hay là coi như là họ dùng cái hãm dấu hỏi, tôi không hiểu. Chứ tôi theo dấu ngã đó là tôi phân tích là như vậy. Đó là kèm giữ lại, có nghĩa là không cho tự do, hay là giam hãm.
người ta nói thí dụ người ta buồn quá, người ta bị buồn quá ức gì, người ta nói tôi bị giam hãm cả cuộc đời, giam hãm. Bây giờ mình nói nôm na thêm, mình nói nó hơi tiếng tới diện chút là hãm hiếp cũng được, mà ở đây là sai. Đó là một cái tiến sĩ nè, tiến sĩ Phật học đàng hoàng nha, tiến sĩ thì phải hơn hết là coi như là bao nhiêu con người, là luật sư rồi thạc sĩ cái này kia cái nọ. Rồi bây giờ còn chỉ lùn, lùn u ô n o là như lùn, hoặc là chữ lùn, lùn là đọc nào u ô g u l lùn, mà cũng sai. Bây giờ tôi nói là chẳng hạn như lùn, lùn không có dê nha, là lùn cuối, lùn cuối, lùn cuối nè, hay là lùn kim, lùn chỉ, hay là ăn lùn. Chẳng hạn như tôi bị cái vết thương đó, rồi tôi chữa trị nó không hết, cái nó ăn lùn vô tới xương tôi, tôi gọi là lùn, lùn đó. Rồi người Bắc người ta đọc là lùn, mình là người Nam mà cứ nói cái lùn lùn, hay nói đúng là cái lùn mà không có chữ dê đó là nó chui qua hoặc là xỏ qua, xỏ kim xỏ chỉ đó, tôi nói vậy đó. Rồi còn cái chữ lùn mà lùn có dê đó là lùn gió, là lùn điện, đó là cái lùn điện, lùn gió, hoặc là giờ tôi nói trắng trợn luôn nè, tức là tôi nói trắng trợn, hay là cái lùn tư tưởng của cái tác giả bài thơ Con Bò Chưa Ngậm, đang ngậm cỏ khô chưa uống nước, tôi nói vậy là được không? Rồi bây giờ tôi phân tích từng phần nữa nè. Còn cái câu mà đừng nghĩ mình khôn không ai chơi lại, cái câu đó nha, đừng nghĩ mình khôn không ai chơi lại là sao? Tôi nghe câu này tôi nghĩ ngay đến một cái ông thầy thuốc nổ TNT liền. Ban đầu tác giả tôi không có coi, tôi không có tên, bây giờ tôi biết ngay cái ông thầy thuốc nổ TNT rồi, phải sân si người ta. Trong khi đó tôi nhớ trực tới trong khi đó Hoàng Nguyên, cái ông thầy Hoàng Nguyên, tại sao ông nhỏ xíu tuổi ông đáng con, ông đáng cháu tôi luôn, đáng cháu nội tôi luôn, mà tôi gọi ông là thầy, tôi rất kính trọng ông. Tại sao đoàn luật sư, năm vị luật sư đó lại gọi ông là thầy? Người ta có sự kính trọng, người ta nhỏ tuổi mà mình là người lớn tuổi, mình rất kính trọng người ta đàng hoàng, người ta đúng. Còn như cái ông thầy thuốc nổ này, tôi nói bây giờ tôi phân tích nè, tôi nhớ trực tới cái ông thầy Hoàng Nguyên đó, ông mới nói ở trong cái phiên tòa, ông mới chơi vậy ai chơi lại, chơi vậy ai chơi lại. Cái câu nói của ông thật là ấn tượng, được ghi vào, tôi thấy được ghi vào cái lịch sử, được ghi vào lịch sử. Ông 4.0, ông có nghe không? Ông 4.0. Rồi còn cái câu nữa, sống hải ngoại chống người trong nước nha, rồi quên cội nguồn phá nát quê hương. Trời ơi, tôi nghe tới đây tôi kêu trời ơi, xúc phạm tới những cái người hải ngoại luôn, ở trong nước thì làm hại làm nhục chửi người ta không đã sao, còn phải chửi tới nước ngoài, những Việt kiều về nước, người ta Việt kiều bên nước người ta muốn về đây người ta cũng rất là ngại, ai phá nát quê hương. Bây giờ tôi phân tích hai cái câu này nha, ai là người phá nát quê hương, ai là người sống hải ngoại, ai là người chống người trong nước. Ông nổ, ông nói tôi nghe, ông nổ giờ tôi hỏi ông nha, ông có ra hải ngoại không? Lời nói xúc phạm nặng nề đối với Việt kiều ở hải ngoại như vậy đó, ông cảm thấy là lương tâm ông như thế nào? Ông nổ, ông ở trong nước ông đã chửi rủa người ta, ông làm hại người ta, gia đình, cả gia đình người ta mấy chục người chưa đã sao, ông bò qua, ông bò ra, ông bay ra ngoài vũ trụ, ông bay ra, ông đi phản lực, ông bay ra nước ngoài để mà ông mà kiếm chuyện với người ta nữa, ông kiếm chuyện nha. Bây giờ tôi nói hai cái câu đó tôi phân tích nè. Nếu mà họ là người quên tội nguồn, sao mỗi năm mà tôi nghe trên đài báo chí truyền hình rồi đấy, mỗi năm Việt kiều về rất là nhiều. Bây giờ tôi nghe mà tôi cũng thấy Việt kiều trở về cái nơi chôn nhau cắt rốn nha, người ta về quá nhiều, bây giờ về mà lại còn có quà các cái đất nước mình nữa, chứ không phải là về mà mang cái mặt không về rồi là lấy của cải của mình mà mang đi. Tôi nói cho ông biết nha, ông thầy thuốc nổ vậy đó. Bây giờ tôi nói rằng nè, bây giờ tôi lấy ví dụ, một cái ví dụ cụ thể nhất nha, là cái con ca sĩ Phi Nhung. Ca sĩ Phi Nhung, tại sao cả nước mình ai cũng trân trọng
ca sĩ Phi Nhung. Ai cũng yêu mến, nhắc nhở ca sĩ Phi Nhung. Nó là người Việt Kiều, nó là người Việt Kiều, nó yêu nước, nó trở về đây. Đó không phải là người phá nát quê hương hay không? Bây giờ tôi phân tích đây. Cái mùa Covid đó, à, mà cháu nó không thèm về nước, cháu nó không thèm về nước, cháu nó cố ở nát lại để theo cái làm cái đoàn từ thiện, làm từ thiện để nấu cơm, nấu nước gì đó cho những bệnh nhân Covid vừa bệnh hay nhiễm bệnh mà chết. Rồi đến nỗi mà cái mũi vaccine người ta cho chích đó, cô Phi Nhung này cổ cũng phải nhường lại để cho trong nước mình đầy đủ đi. Vì lúc đó mình còn thiếu nhiều dữ lắm, vaccine thiếu nhiều lắm, như tôi già cả, tôi trốn nhà không, tôi không dám đi ra ngoài. Nhưng mà sau này là tôi cũng được chết, tôi được chết trước dân luôn, trước dân luôn, tại tôi là thành phần về hưu, tôi được ưu ái. À, rồi bây giờ tôi nói là cái mũi vaccine cũng dường cho dân ở trong nước mình. À, cô ấy đó đâu để về nước được chết, à, về Mỹ đó, rồi chết. Khi mà nghe tin, tôi nói cho cộng đồng nghe nghe, khi mà nghe tin cô ấy chết, cô Phi Nhung chết, cái con hằng nổ đó, cái con hằng nổ đó nha, tôi nói con hằng nổ Nguyễn Phương Hằng mà lấy cái tên ăn cắp cái tên người ta đó, chứ nó là con tuyền nổ. Rồi nó cái ông thầy 4.0 này nè, ông thầy này nè, ông mới đặt cho nó là Phật sống giữa đời thường. À, cái con mà Phật sống giữa đời thường của ông thuốc nổ đó, nó lên lai liền, nó lên lai liền, nó chửi rủa trong vòng có mấy tiếng hồ. Khi nghe Phi Nhung chết, trời ơi, cả nước mình, tôi nói tới chủ tịch nước còn phải đau lòng. À, cô chủ tịch nước cô còn có nghe cái tiếng nói là để chia buồn với Phi Nhung nữa mà, gia đình Phi Nhung, mà cả nước mình phải đau lòng, ai cũng đều rơi nước mắt. Mà tại sao đó mới mấy tiếng hồ, à, cái con mà Phật sống giữa đời thường của ông thầy thuốc nổ đó, nó lên đây liền, à, nó nhảy lên, nó chửi rủa người ta, dùng những cái từ ngữ. Tôi nói nó dùng những từ ngữ, bây giờ nếu tôi nói lại á, thì nó cũng hơi kỳ. Bây giờ tôi nói một câu ngắn gọn thôi. Nó nói, tại sao cả trong gia đình mày, sao không ai chết thì mà mày chết? Mày coi nó rủa xả người ta như vậy. Thì bây giờ tôi nói rằng à, nó chửi người ta không còn gì mà để nói. Nó chửi nhiều lắm, chửi ghê gớm lắm. Nó chửi nó lạnh ghê ốc, nổi ghê ốc, lạnh xương sống. Rồi đó, chắc ông thuốc nổ, ông có nghe thế hả ông? Lúc đó ông có nghe cái làm gì, ông không nghe ông nội. Rồi nè, cái ông thấy rõ ràng không? Cái con hằng nổ Phật sống giữa đời thường của ông đó, nó chửi người ta vậy, nó nhận cái quả báo như gì ông thấy chưa? Nó nhận cái quả báo, nó ngồi trong một cái chỗ mà 29+1 gọi là cái tê, cái anh 9+1 á. À, tôi nói ra vậy đó nghe ông nội. Rồi còn nói nữa, đó là nhân quả đó, nhân quả đó ông ơi, ông thấy chưa? Ông không hả, tôi bắt cái miệng đây, tâm mình cho tỉnh táo lại một chút xíu để hồi hướng lại cho về ông Phật đi. Con đâu còn đi dành không phải 16 tùm lum hết trơn. Bây giờ tôi nói còn câu nữa nè, còn một cái câu này ấn tượng, làm du côn làm du côn mà thích nói luôn thừa, à, ngộ hết sức. Ai làm du côn hả? À, không ngộ. Bây giờ cái câu này tao kêu bằng mày nè, thằng thuốc nổ mày trả lời cho tao, ai làm du côn mà thích nói luôn thừa. Cái câu này á, à, cái câu này á tao. Nhưng bây giờ cả một cái bài thơ này luôn, tao nói cái câu này rồi cả một cái bài thơ này, nó đập thẳng vào cái mặt của mày đó, đập thẳng vào cái mặt của mày đó thuốc nổ. Tu hành gì mà kỳ cục vậy, ăn nói bất dạy, à, ăn nói như vậy là như thế nào hả thuốc nổ? À, bây giờ tao nói nè, bây giờ tôi không có còn mà nghe là thuốc nổ là tôi còn kêu ông thầy á, tôi còn gọi là thầy còn đỡ. Bây giờ tôi bằng thằng, tại vì đó nó quá đó, nó quá sắp sượt. À, cái bài thơ này, cái câu nói làm vui con gì đó mà thích nói luôn rồi, cái câu đó đắp vào cái mặt của mày, ở bản chất của mày hiện ra, cả cộng đồng trong nước ngoài nước ai cũng đều thấy tao nói vậy đó. Cái bài đặt tại sao phiên tòa mời hai lần rồi mày không ra hả? Mày để cho mấy thằng đệ tử khốn nạn mày nó ra ăn nói tầm bay tầm bạ, ăn nói chẳng ra gì nha, nghe mà mất thời giờ. Rồi cái ở nhà cái mày mở máy mày nghe đã, cái câu người ta nói gì, cái bắt đầu cái mày lên trên mạng úp cái bài lên, mày làm một cái bài thơ chẳng ra thôi, văn chẳng ra, văn cái mày úp lên trên mạng,
mày nói xấu người ta, mày nói xấu trong nước mà thôi, mày khiêu khích người ta, nó hỏi mày khiêu khích người ta vậy, rồi đưa lên này làm cho người ta tức quá, tức nước nhớ bao, người ta chửi lại một câu, đem ta vô tù hai mấy năm trời, có phải mày là thằng ác đức không? Thằng ác đức không? Không rồi, tao muốn nhằn muốn kẹo cái hàm tao đây, tức lắm nha. Bây giờ tao nói có nhiều mày còn nhiều dài dài, nếu mà còn lên mà chốt chết cái người nữa đó nha, cộng đồng này không có tha thứ đâu. Tao nói vậy, Phật tử mày đó, bây giờ sau này chắc nó cũng sát mặt. Có những cái đau tao nè, có những cái đứa cháu là nó ở gần cái chỗ cái chùa ngộ quá của mày đó, cái chùa ngộ quá đó, ngay chỗ mà gần cái chùa ngộ quá của mày sát bên đó có người ta bán tượng Phật, tượng Di Lạc, tượng gì tùm lum ra cho, tại tao đạo thì Chúa, tao không có mà quan tâm bao nhiêu đó. Cháu tao nói là cái chùa đó có bao giờ con ghé vô đâu mày, mắc cỡ không? Cái chùa đó tao đặt là cái chùa ngộ quá, tao nói về mày vậy đó ha. Rồi bây giờ tôi nói với chú chủ kênh như thế này, giờ tôi có một cái ý sau cùng là tôi đề nghị như vậy nè. Bây giờ phải truy nã con Diễm My nha, truy nã con Diễm My cho tôi. Tôi đề nghị tiếp tục cộng đồng mình cứ đề nghị là tiếp tục truy nã con Diễm My thì sẽ biết được rõ trắng đen ha, ai trắng ai đen sẽ biết rõ. Tôi nói vậy đó. Bây giờ cái thằng thuốc nổ này nha, là tôi nói nè, có nghe là con Diễm My nó lên một cái clip, nó chửi không còn một cái gì đối với thầy thuốc nổ này nè, nó chửi ha, nó tới nhà nó nói chuyện với cha mẹ nó mấy lần, rồi cha mẹ nó quăng cho một cái cục cúng dường cúng gì đó tao chẳng biết nha, còn nó nói không có còn cái gì nữa. Trời ơi trời, trời, nó nhục nhã vô cùng, nó nhục nhã cũng bị, nó nói nhục nhã vô cùng. Thì tôi đây tôi thấy cũng đồng mạng cũng có nghe chứ không phải không nghe. Thật ra là một cái ông thầy có 102 ở trong cái lịch sử ngàn năm văn hiến của mình đây. Lịch sử ngàn năm văn hiến, ông thầy này có 102. Tôi năm nay là 74 tuổi rồi. Đấy. Nhưng mà tôi có ăn, có học, chứ không phải tôi là cái kẻ dốt nát mà tôi không biết cái gì. Tôi nói thật, tôi 7 đứa con. Tôi 7 đứa con mà con tôi nó không, tôi nói thẳng ra. Chưa, tôi không phải tôi khoe, nhưng mà những cái bạn bè như cái kênh Diệp Đậu nó biết tôi làm đó, ha. Chưa ai mà dám xúc phạm tới cái người lớn tuổi, cái người lớn tuổi hơn mình, một điều dạ hai điều đó. Không có dám mà xúc phạm tới người ta. Trong cái gia đình người ta phải dạy dỗ từ trên xuống dưới vậy, và thầy giáo cô giáo trong nhà trường người ta đã dạy giáo huấn cho. Còn cái thằng thuốc nổ này không biết nó học ở đâu thì tôi không biết, mà nó đá con tôi, sợ chừng nhỏ tuổi hơn con tôi. Trời đất ơi là trời, tôi chưa bao giờ mà tôi thấy một cái ông thầy mà tu hành như vậy, sân si đủ thứ, đi ra tòa thì trốn mất tiêu, nhìn lý do này, nhìn lý do kia, ha. Rồi ở nhà nghe, ngồi ngóng, nghe rồi đặt thơ, mà thơ thì chẳng là thơ, văn chẳng là văn. Sai chính tả đó chứ, sai một ly, đi một dặm, nghe rõ chưa, thuốc nổ. Rồi thôi tôi nói đây, tôi cũng hơi mệt, tôi chưa ăn sáng nên tôi đi uống thuốc thôi bà con. Bây giờ tôi xin kính chào quý vị cộng đồng mạng nha. Rồi với lại tôi xin cảm ơn cái chủ kênh cho tôi được nói lên. Tôi còn nhiều bài nữa, còn nhiều bài để nói lên trên cộng đồng nữa. Chắc là ngày hai ngày nữa tôi cũng có nhiều bài nữa. Nếu mà chú thắng thì được, chú cứ up lên cho cộng đồng mình nghe để mà nhận xét về những cái con người như vậy nha chú. Tôi cảm ơn chú nhiều nha, chúc chú vui vẻ, mạnh khỏe, bình an. Dạ dạ. Dạ. Dạ cảm ơn cô rất nhiều. Dạ dạ dạ.